Em xin kính chào tất cả các bác đang xem cái video của em nhé. Để quay trở lại cái video ngày hôm nay, thì hôm nay thì có anh khách anh lấy con máy hàn mic đầu rùa rời này, thì tiện thể em làm cái video nhanh để quay chia sẻ với tất cả các bác nữa. Anh em nào có nhu cầu tham khảo máy hàn mic gì thì liên hệ với em qua số điện thoại bên góc màn hình nhé, để em tư vấn trực tiếp cho nó nhanh nhé. Một bộ máy hàn mic đấy, chạy rất là đa năng đầu rời, và nó chạy được điện 220 và điện 380 luôn, 1 pha 2 pha và 3 pha nhé. Thì chính là con này, con NB270DF Z443, con này hàng của Jasic Welcom đấy. Nó có thể vừa hàn que và vừa hàn mic đấy, tức là nhiều anh em bảo mua một là được hai đây, tức là nếu anh em thích mang đi hàn que thì chỉ mang nguyên cái con này, cục này thôi đấy, cục chính này có chức năng hàn que. Còn nếu hàn mic thì thường, nếu bình thường anh em mình đã có mic rồi thì đốt mic là sướng hơn đúng không, còn ít khi hàn que, mà trừ khi ở chỗ nào nó mà không mang được bình khí thôi đấy. Con này là đầu rời nhá các bác nhá, con này đầu rời nhé. Thì con này cắm điện là như sau. Thì con này nếu mà sử dụng điện, nguồn điện là điện nó có 3 dây như này. Với điện 220 thì mình cắm dây nào cũng được, cứ chọn là 2 dây mình cắm vào là ok, là nó lên thôi. Đấy, thì bây giờ em chạm nó, bọn này nó không có phích cắm nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Thì mình cứ chọn là 2 dây mình cắm vào, có điện 3 pha ấy, 2 pha lửa mình cũng vậy. Và 3 pha thì 3 dây vào, còn bật công A lên này. Đây. Đấy, khi mình cắm điện vào thì máy nó sẽ tự động nhận diện là mình đang sử dụng dòng điện nào, đúng không các bác? Đấy, thì con này thì giới thiệu qua về một số các chức năng nút của nó. Đây là nút 2T, 4T để nhiều các bác biết rồi, chọn chế độ. Còn đặc biệt đây là chú ý độ, chọn chế độ hàn mic hay là hàn que, MMA là que, mic là mic. Đấy, còn đây là dùng khí 100% CO2 và khí trộn. Đấy, khí trộn. Còn dưới này là chọn kích thước dây, các bác hàn 0.8 và 1.0, con này chuyên 0.8, 1.0, 1.2 cũng hàn được. Đấy. Còn cái núm này là núm điều chỉnh dòng hàn đây này các bác này, dòng hàn que. Đấy, dòng hàn que. Còn đối với mà khi mà mình hàn mic thì thường thì nếu mà anh em chọn chế độ tự động, tức là cái chức năng này thì mình khi mình vặn vào để vào hai cái chế độ màu cam cam này, máy nó sẽ tự nhận diện là mình hàn que hàn dây hàn bao nhiêu, tự nó đưa ra cái thông số cho máy và mình cứ thế hàn thôi. Còn đối chung anh em mình không thích thì mình có thể điều chỉnh đầu, nhưng mình sẽ điều chỉnh ở ngoài rùa này luôn. Đấy, bởi vì cái này đồ rùa rời mà, chứ còn không ai chạy lại đây để điều chỉnh cái trên này đúng không? Đấy, thì đây là nút của rùa, thì đây là cái nút tua dây nhanh. Đó, thay dây. Còn đây là điều chỉnh, hai nút điều chỉnh thế thôi. Đấy, nó cũng khá là đơn giản, thì anh em mình có thể là tham khảo, nếu anh em thích con này thì liên hệ với em nhé.